Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt thay đổi thời gian màn hình bên trong nhà của mẫu khóa 34C. Đầu tiên mình ấn OK. Sau đó bấm giữ phím chuyển sang phải. Ở đây sẽ hiện màn hình cài đặt. Sau đó mình bấm phím bấm chuyển sang phải 2 lần và chọn phần có hình giao diện răng cưa có hình răng cưa. Sau đó mình ấn OK. Sau đó mình ấn phím chuyển sang phải tới phần chọn Time Setting, rồi mình ấn OK. Ở đây mình ấn phím chuyển sang phải để lùi thời gian xuống và phím chuyển sang trái để tăng thời gian lên. Sau khi chọn thời gian theo ý muốn, mình ấn OK để chuyển sang phần tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy. Sau khi thay đổi cuối cùng ở phần giây, mình ấn OK để xác nhận lại. Vậy là mình vừa hướng dẫn thành công các bạn cách sử dụng, cách thay đổi thời gian mẫu khóa 34C màn hình phía bên trong nhà. Chúc các bạn thành công.